chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư triệu quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp đời thì hôm nay tin tức từ trung quốc tân hoa xã cho biết là đã có một cuộc uh, viếng thăm và ký sổ tàng của chủ tịch nhà nước cộng hòa, uh, cộng hòa nhân dân trung hoa là ông tập cận bình uh, cùng với các uh, quan chức cao cấp khác chẳng hạn như bộ trưởng bộ ngoại giao uh, vương nghị uh, vân vân À, trong khi đó thì ông thủ tướng lý cường đã gửi lãng hòa chia buồn đến viếng cố tổng bí thư đảng cộng sản việt nam ông nguyễn phú trọng thì trong phái đoàn dẫn đầu của ông tập cận bình cho thấy là ông tập rất là trọng thị và đã coi như ngưỡng mộ và kính viếng và viết sổ tang một cách chân thành chân tình đối với sự ra đi của cố tổng bí thư đảng cộng sản việt nam ông nguyễn phú trọng và trên màn hình quý vị thấy là ông tập cận bình cùng với phái đoàn lãnh đạo cao cấp của trung quốc đã nghiêng mình cúi đầu ba lần trước việc ra đi của cố tổng bí thư đảng cộng sản việt nam một quốc gia trong 14 quốc gia lân bàn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thưa quý vị Và trên màn hình thì ông Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Và cũng là người đứng đầu của nhà nước Trung Quốc đã ký sổ tàng Với những lời lẽ thấm tình hữu nghị đoàn kết cùng nhau phát triển thưa quý vị và việc xuất hiện của ông chủ tịch Tập Cận Bình đã đánh tan những cái dư luận xuyên tạc bậy bạ đồn đoán bậy bạ nói rằng ông Tập Cận Bình bị đột quỵ thưa quý vị toàn là những tin tức giả tin tức xạo tin tức bịa đặt của một số youtuber chống phá Việt Nam chống Trung Quốc vân vân thưa quý vị nhưng mà hình ảnh cho thấy là ông đi đứng rất khỏe mạnh và đã ký sổ tang như quý vị thấy trên màn hình. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn sổ nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới